Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn giới thiệu cho các bạn sử dụng công cụ tra cứu thông tin trong thị trường crypto, đó là CoinMarketCap. Thì đối với những bạn mà đã có kinh nghiệm đầu tư trong thị trường crypto này thì chắc các bạn không còn xa lạ gì với công cụ CoinMarketCap này. Nhưng mà đối với những bạn người mới, có thể là chúng ta chưa biết nhiều về cách sử dụng hay là tra cứu thông tin, hay là chúng ta có thể là nghiên cứu những gì ở trong cái trang web CoinMarketCap này, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một xíu là CoinMarketCap là một ứng dụng giúp chúng ta có thể tra cứu thông tin và của các đồng coin trong thị trường crypto. Và ứng dụng là trang web này đã được Binance mua lại rồi nha. Rồi thì đây là phần giao diện của CoinMarketCap. Thì để tạo tạo một tài khoản CoinMarketCap, các bạn có thể là đăng ký bằng email của mình, rất đơn giản thôi. Đây, mình đã tạo một tài khoản rồi đây. Thì ở cái phần này này, các bạn mỗi ngày có thể vào đây để nhận kim cương nha. Thì nhận kim cương này thì các bạn ấn vào Collect Diamond này này. Đấy. Các bạn ấn sang bên này là nó sẽ mỗi ngày chúng ta sẽ thu thập được 10 kim cương. Đến ngày thứ hai, ngày thứ ba là đều 10 kim cương, nhưng đến ngày thứ bảy là chúng ta sẽ được 50 kim cương. Và các bạn chăm chỉ thu thập kim cương hàng ngày thì chúng ta sẽ có cơ hội để đổi ra những phần thưởng rất có giá trị là những NFT nhá. Đấy. Thì các bạn có thể là vào để làm những nhiệm vụ này đi. Đấy. 800 này. Các bạn có thể là vào để đổi để thu thập kim cương, và chúng ta có thể đổi được những NFT có giá trị này nhé. Ok, thì đây là giao diện của CoinMarketCap. Đấy, đây là chúng ta có thể xem, đây là trading này, nghĩa là những đồng coin mà những đồng coin mà được nhiều người chú ý tới, như gần đây là có AP coin này, đồng coin của dự án NFT Bay E mà mình đã review hôm trước, rồi là Pancake Swap này, Elon Currency này, rồi là những đồng coin mà có mức tăng trưởng cao nhất ở ở trong thời gian gần đây, thì đây hầu như là những đồng coin rác rồi. Đấy. Rồi đây các bạn có thể là xem vốn hóa hay là xem giá của những đồng coin mà top đầu thị trường nha, như hiện tại là Bitcoin này, Ethereum, USDT này. Thì phần giá này tức là giá hiện tại của nó. Đây là ví dụ Bitcoin có giá 41.775 nghìn đô này. Đây là Ethereum hiện tại là có giá 2.940 đô này. Rồi là đây là mức tăng trưởng của nó trong 24 giờ, thì trong 24 giờ qua là Bitcoin đã có mức tăng trưởng là 2,47% tăng nha. Còn nếu cái này màu đỏ tức là giảm nha. Như dưới này mình có thể tìm một đồng coin nó giảm đây. Đồng coin này 24 giờ đã là giảm 1,757%. Đấy. Còn đây là tăng tăng trưởng 7 ngày. 7 ngày tăng hay giảm. Giá của nó tăng hay giảm trong trong 7 ngày, thì Bitcoin trong 7 ngày đã tăng 6,69% này. Rồi có đồng đồng này, đồng Terra này trong 7 ngày qua là đã giảm 3,6% này. Đấy. Các bạn có thể xem nha. Rồi đây là market cap này tức là giá của đồng con so với tổng cung hiện tại. Thì ví dụ các bạn có thể ấn vào một đồng ở đây, cái này tí nữa mình sẽ giải thích rõ hơn cho các bạn nha. Thì các bạn mình sẽ vào từng đồng con cụ thể để giải thích rõ hơn. Rồi đấy, thì để ví dụ chúng ta muốn tra cứu một đồng coin, chúng ta có thể vào đây. Đấy, ví dụ mình tra cứu APE coin đi, đồng coin nổi tiếng này. Đấy, chúng ta có APE coin ấn và nó sẽ hiện ở đây. Nó sẽ hiện ở đây và chúng ta sẽ click vào để chúng ta xem những thông tin của nó nha. Thì ở đây thì chúng ta có thể xem giá của nó này, hiện tại là 13,46 đô này. Đấy, tăng trưởng rất là mạnh đúng không? Và đây là chúng ta có thể xem trong
24 giờ qua nó đã giá thấp nhất và giá cao nhất của nó là bao nhiêu? Thì giá thấp nhất của nó là 12.18 đô này và giá cao nhất của nó là 17.75 đô. Và chúng ta có thể chỉnh cái này lên một một tháng này. Đấy, một tháng là 1 đô này, hoặc là chúng ta có thể chỉnh lên 1 năm đối với những đồng con mà đã ra mắt đã lâu rồi nhá. Còn cái này thì ra mắt mới đây thôi. Nên là chúng ta chỉnh 1 tháng là chúng ta có thể xem được là khi giá thấp nhất của nó là 1 đô và giá cao nhất của nó là 39 đô này, tăng trưởng mạnh nhỉ. Rồi thì ở đây các bạn có thể xem được website của dự án APECON này. Các bạn có thể click vào đây để chúng ta có thể xem được về website của nó. Chúng ta có thể đọc white paper hay là nghiên cứu về dự án nhé. Thì mình khuyên các bạn, đối với những bạn nào mà chúng ta mà muốn nghiên cứu về một dự án nào đó, hay là chúng ta muốn sờ góp, hay là muốn tìm một cái gì đó, tìm trang web của dự án, chúng ta nên 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 lên trang CoinMarketCap này để chúng ta nghiên cứu nhé. Bởi vì trang này là một trang chính thống và các website của nó đã được đội ngũ của CoinMarketCap, đội ngũ của đơn vị uy tín về crypto đã đơn vị uy tín này đã nghiên cứu và tham khảo rất là kỹ, nên không có việc mà sử dụng website fake ở đây, nên là chúng ta có thể yên tâm. Còn nếu mà bạn, ví dụ bạn lên lên Google, các bạn có tên của một dự án nào đó, đôi khi chúng ta sẽ ra phải web fake, và những web này có thể là người ta sẽ có mưu đồ xấu với các bạn nhé, có thể là chèn mã độc hay gì đó thì rất là nguy hiểm. Nên là mình khuyến khích các bạn có thể lên cái trang CoinMarketCap này để chúng ta có thể vào chính thức website của nó để chúng ta có thể xem nha. Còn phần exploit ở này là tức là chúng ta có thể xem nó trên EtherScan, tức là chúng ta có thể xem về tổng cung, rồi về 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 số holder này, 27.000 holder này, rồi về số lượt lượt transfer, tức là số lượng giao dịch này. Thì cái này mình lần sau mình sẽ có một video riêng hướng dẫn về tra cứu cái này trên EtherScan hay BNBScan nhé. Rồi community, tức là cộng đồng thì các bạn có thể là nó sẽ hướng dẫn dẫn mình tới đường link của Twitter của dự án hay là Telegram của dự án nhé. Rồi chat chat thì cái này nó sẽ hướng mình tới tới một cộng đồng của dự án chat, ví dụ như là Telegram hay là Discord nhé. Rồi đây là smart contract nha. Smart contract này thì các bạn có thể dùng để chúng ta có thể là mua mua con trên những sàn DEX. Thì các bạn có thể sử dụng cái smart contract này nha. Đấy, các bạn có thể copy ở đây để chúng ta dán vào những sàn DEX, và sau đó chúng ta sẽ mua chính xác cái đồng con này. Thì các bạn, đối với những các bạn nào mà muốn mua con á, mình khuyên các bạn nên lên trang CoinMarketCap này, chúng ta sẽ lấy contract tại đây, hoặc là chúng ta có thể lên CoinGecko hoặc những trang web chính thống của dự án để chúng ta lấy contract. Bởi vì contract này là contract chính thống, và khi mà chúng ta lấy thì chắc chắn chúng ta sẽ mua được đồng con chính xác của nó. Bởi vì các bạn biết là có rất nhiều kẻ scam, nó sẽ tạo ra những dự án fake có cái tên tương tự như thế này và có logo tương tự, nhưng mà cái smart contract này thì nó không thể nào mà làm giả được. Nên là mình khuyên các bạn là chúng ta phải lên đúng trang CoinMarketCap này để lấy đúng cái smart contract này nha. Tuyệt đối là chúng ta không lấy smart contract ở những nơi lạ, như là group Facebook hay là người ta chia sẻ đến Facebook, bởi vì trên đó là những hay là những trang mạng xã hội, bởi vì trên đó là những kẻ mà lừa đảo, người ta có thể là tung ra những smart contract giả để bạn mua, và những smart contract đó chính là những đồng con scam do chúng tạo ra luôn, chúng tạo ra để lừa tiền của bạn. Ví dụ bạn mua được nhưng không thanh khoản được đấy. Nên là các bạn, nhiều người đã mất tiền vì vụ smart contract này, nên là các bạn lưu ý điều này nhá. Đấy, lưu ý điều này nhá. Rồi đây là audit. Audit này thì tức là đơn vị nào đã audit cho cái dự án này. Đấy, có thể là những các bạn có cái audit này thì các bạn có thể yên tâm hơn về dự án, bởi vì code của dự án đã được người ta kiểm duyệt rồi. Ví dụ những dự án nào mà chưa audit thì chúng ta có thể là không thể yên tâm được, bởi vì
những dự án mà chưa audit thì dễ có nguy cơ sẽ bị là bị hacker tấn công nhá, bởi vì hacker sẽ khai thác lỗ hổng của dự án đấy. Thì nó audit này cũng như kiểu là nó kiểm duyệt dự án qua rồi đấy, các bạn có thể hiểu như vậy. Rồi đây là thẻ tang nhá đấy, còn phần này là con market cap này, market cap đấy, market cap tức là người ta sẽ lấy cái giá hiện tại của đồng con này nhân với cái tổng cung lưu hành hiện tại này là ra con market cap. Còn fully delay market cap tức là người ta sẽ lấy tổng toàn bộ tổng tổng toàn bộ lượng con mà total supply này nó sẽ nhân với giá hiện tại này. Còn volume là tức là trong 24 giờ thì volume của nó là bao nhiêu này, thì đây nó là hiển hiển thị đây số số liệu này nó hiển thị là tổng cung mà nó phát hành ra này, thì có dấu tích xanh này là uy tín này đấy. Còn mass supply tức là tổng cung của nó, tổng hết thảy nó là bao nhiêu con đấy. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn hết phần 1, còn phần 2 nữa nhé.